Em, that's the last gift for your birthday đó, mẹ làm cho em á. Okay. Rồi, mở đi. Trời ơi, đã bắn cái hộp luôn. Ôi, mẹ nhìn đẹp quá. Ừ, nhìn đẹp quá. Ooh. Em mặc cho mẹ con coi. Áo mẹ làm cho em đó. Em biết tại sao mẹ mua áo đó cho em không? Tại màu vàng em thích. Đúng rồi, màu vàng em thích rồi gì nữa. Em biết nơi cái tay nó có ba cái sọc màu đỏ đó là cái gì không? Cô cho cờ của Việt Nam. Cờ của Việt Nam gì? Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa, đúng rồi, giỏi quá. Cờ của Việt Nam Cộng Hòa, trời ơi, biết rõ ghê không? Ừ, mẹ nhìn đẹp quá, mẹ đó. Làm hả? Ừ, mẹ làm cho em đó. Để mặc cho mẹ có cái áo kia bự. You can stand up if you want to. Tóc em đẹp quá vậy, em làm gì tóc em đẹp quá vậy? Mẹ có cái, I can't stand up. Yeah, I can't stand up. I'm already wearing a jacket, though, so far. Để mặc lại đi, mặc lại. I'm already wearing a jacket, so I can't. Sửa cái quần áo lại kìa. Vừa em không? Dạ vừa. Đẹp quá. Cháu mẹ em thích màu vàng. Đúng rồi, màu vàng màu favorite color của em á. Yeah. Em nhớ mặc cho nó cho kỹ nha. Dạ mẹ. Bây giờ mẹ mặc đi trượt tuyết luôn hả? Ok, để ta đi trượt tuyết nha. Ok. Đẹp quá. I love you, em. I love you, mẹ. Thank you. Mua. Chị hỏi. Em có chuyện muốn hỏi chị, nhưng mà em sợ chị là quá. Thật ra em lại thắc mắc điều gì? Em muốn biết điều gì ở chị? Là tại vì mấy người bạn của em ở trên Facebook thắc mắc muốn hỏi thôi. Em chỉ hỏi giùm cho họ, chị đừng có giận em nha. Tụi bạn hỏi là có phải chị đã hết chống cộng rồi hay không? Sao dạo này không có thấy chị đăng video ở trên đó nữa? Chị đăng video về mấy đứa cháu của em, vợ con của chị, đi chơi, ăn uống, đàn piano đủ thứ hết, nhưng mà không có nói gì chống cộng nữa. Có phải là chị hết thương người dân rồi hay không? Tiểu Lan, thật ra những gì em nói là em nói đúng, nhưng mà em chỉ nói đúng một phần nữa mà thôi. Đúng rồi, gần đây chị đăng ở trên Facebook của chị không có nói về vấn đề chống cộng, không phải là chị hết chống cộng, nhưng mà đôi khi chị cũng có bị mệt mỏi, chị bị chán đó em, có hiểu không? Khi mà chị cố tình muốn chia sẻ thông tin cho họ, nhưng mà người dân ở bên Việt Nam cũng có một số người rất là đông cứ vào nói với chị. Chị ở bên Mỹ, chị biết gì để mà nói về đất nước ở bên Việt Nam? Đất nước này là của chúng tôi biết lo, chúng tôi tự dàn xếp được. Ừ, thì vậy đi, để cho họ tự dàn xếp, chị đâu cần phải nói nhiều. Chị đăng những cái video trên Facebook của chị về đưa con đi chơi, đi trượt tuyết, mở quà Giáng sinh hay là nói chuyện chơi đàn hát để làm gì? Không phải là để khoe khoang, nhưng mà chị muốn cho người Việt ở bên Việt Nam biết sống ở nước tư bản dễ chết nó như vậy đó. Cuộc sống rất là đầy đủ, dư thừa. Nhưng mà tại sao chị vẫn phải đấu tranh? Tại sao chị vẫn phải lên tiếng nói để cho người dân ở trong nước hiểu? Mỗi người đều có quyền có một cuộc sống đầy đủ, không phải chỉ có một mình chị có, hoặc là những người ở bên hải ngoại thì mới được sống đầy đủ, còn người trong nước thì phải sống thiếu thốn. Em biết không, chị cảm thấy rất là đau lòng khi mà cùng là người Việt, nhưng mà họ đóng thuế, họ làm rất là cực khổ, nhưng mà cuối cùng họ được cái gì chứ? Móc trắng tay. Tiền bạc để trong nhà băng dạo này cũng bị nhà băng cướp luôn rồi. Hôm qua chị đọc tin tức có người đàn bà kia bị cướp tới 28 tỷ ở trong nhà băng của họ. Thử hỏi một đất nước như vậy đó, nhưng mà khi chị lên tiếng nói thì họ lại bênh vực cho chính cái nhà cầm quyền đó. Chị cảm thấy rất là bức xúc. Nhưng mà em nói đúng, không thể nào vì một số nhỏ không có đồng ý mà mình bỏ đi số lớn đang rất là cần mình, có đúng không? Được rồi, em muốn hỏi gì thì em cứ hỏi, chị sẽ trả lời cho em rất là cặn kẽ. Vậy sao? Họ đã tổn thương chị giống như vậy? Thôi chị đừng có buồn nữa, chị nói như vậy là em hiểu rồi. Em sẽ nói lại với tụi bạn. Chị hai, em muốn hỏi chị về cái luật gì đó, chị có thể giải thích thêm cho em. Cái luật gì mà vi phạm nhân quyền sẽ bị tài chế về tài khoản, cũng giống như là không có cho vào nước Mỹ nữa. Chị có thể giải thích thêm giùm cho em cái điều đó hay không? Ồ, cái luật mà em nói đó được gọi là cái luật Magnitsky Human Rights. Magnitsky Human Rights. Cái luật đó là em có nhớ tháng 6 vừa rồi,
Chị cùng với một số anh chị em rất rất là đông và rất là nhiều quý vị đã đấu tranh trong 6 năm qua cùng nhau đồng hành để mà đấu tranh cho 90 triệu người dân ở miền Việt Nam có được sự công bằng. Thì ngày hôm nay cái luật đó đã được ban hành và Tổng thống Obama đã ký duyệt phê chuẩn cái luật đó sẽ được thực thi. Để nói cho ngắn gọn lại là cái luật chế tài tài sản của những người vi phạm nhân quyền ở bên Việt Nam hay bất cứ nước nào như thế nào trong một khoảng thời gian qua chúng ta đi vận động là cũng cảm ơn văn phòng Bold People SOS do tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã tổ chức ra những cái cuộc vận động giống như vậy mà chúng ta có được cái cơ hội để đi chung và làm việc chung với nhau. Thì cái sự việc đó là được các điều khoản chính trong ngôn ngữ chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng hay tham nhũng trầm trọng, nó được ghi chi tiết giống như vậy. Luật áp dụng đối với những kẻ vi phạm trầm trọng, thí dụ như là giết hại, tra tấn và các hình thức đàn áp nặng nề nhân quyền đối với những người. Phanh phui các hành động phi pháp bao gồm cướp đoạt tài sản, tham nhũng, hối lộ hay chuyển lậu tài sản ra nước ngoài của các giới chức chính quyền. Giành lại, thực thi, bảo vệ hay phát huy các quyền con người được quốc tế công nhận, như quyền tự do tôn giáo, quyền phát biểu, quyền hội họp, lập hội xét xử công bằng và bầu cử dân chủ. Kẻ vi phạm là giới chức chính quyền ngoại quốc, thuộc hạ của họ trong việc thi hành các sự vi phạm, hay kẻ tiếp tay hỗ trợ cho việc thi hành này. Các hình thức chế tài gồm có cấm nhập cảnh Hoa Kỳ và thu hồi chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ nếu đã được cấp. Đóng băng tài sản của kẻ vi phạm kể cả ở Hoa Kỳ, được di chuyển qua Hoa Kỳ hay đang nằm dưới tên của một công dân hay thường trú dân ở Hoa Kỳ. Đó là cái sự thành công rất là lớn của các anh chị em, của quý ông bà trong những 6 năm qua đã hy sinh cái thời gian, đã cống hiến những cái thời gian và tiền bạc để mà cùng nhau chung sức lại đi vận động. Và ngày hôm nay cái kết quả của chúng ta có đã thành lập ra được một cái dự luật giống như vậy và cái dự luật đó đã được thông qua. Còn cái luật gì nữa, cái luật gì đó mà về bảo vệ cho những người đấu tranh cho tôn giáo cũng được Tổng thống Obama đã duyệt qua rồi, có đúng không chị? Ồ, cái hiệp ước thứ hai mà em nói đó là hiệp ước vi phạm tự do tôn giáo ở bên Việt Nam. Giống như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã có giải thích, khi mà quốc gia Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo thì họ sẽ bị list vào cái danh sách CPC của Liên Hiệp Quốc. Khi vào danh sách CPC thì quốc gia Việt Nam sẽ không được tham gia vào TPP, đó là Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Hành pháp Tổng thống Obama mong muốn, nôm na nói đó là danh sách có số bìa xám, có nghĩa là quốc gia nào nằm trong cái danh sách CPC đó 2 năm mà không tự cải thiện thì qua năm thứ 3 họ sẽ tự động bị đưa vào danh sách số đen. Khi vào danh sách số đen thì sẽ không được tham gia vào TPP giống như những cái nước khác. Sau đó, các luật liên quan về bảo vệ nhân quyền sẽ được coi đến, sẽ được để ý đến. Hay quá! Cái luật đó được ban hành rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam tụi bay chết chắc luôn rồi. Chị hai, rồi cái câu nào đó của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói, người cày có ruộng, chị có thể giải thích thêm cho em hay không? Câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói, người cày có ruộng. Câu nói đó ý như là các bạn cứ cố gắng làm thì sẽ có đất để mà cày, có tiền để mà ăn. Ông Thiệu nói, phát triển nhân dân nông thôn, có làm thì có ruộng cày, được sở hữu của người canh tác. Nên ai có sức khai phá thì được công nhận quyền sở hữu, đặc biệt chính quyền sở tại không có chiếm đoạt cưỡng chế như ở bây giờ. Và cái câu nói của Cộng sản Việt Nam vào năm 1955, đó là cái gì mà cải cách ruộng đất, lấy của giàu chia cho người nghèo, cái gì đó, chị có thể giải thích thêm cho em nữa hay không? Từ khi nào em đã muốn tìm hiểu những cái chuyện giống như vậy? Em muốn tìm hiểu, không phải là em muốn phản động hay là cái gì hết, nhưng mà em muốn tìm hiểu thôi. Năm 1955, khi mà Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cái chương trình cải cách ruộng đất, thì chính Trường Chinh đã đem cha mẹ của mình ra đấu tố. Sau đó ông Hồ Chí Minh mượn tiền mượn vàng của một người đàn bà đó để mà đi kháng chiến, cuối cùng là đem bà đó ra đấu tố và giết bà chết để mà cướp đoạt luôn cái tài sản. Em cứ nghĩ đi, cải cách ruộng đất lấy của giàu chia cho người nghèo, cho tới ngay bây giờ thì người giàu chính là những người cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và người nghèo chính là dân đen của chúng ta đó.
Để chị cho em coi, cái danh sách của chị có trong tay hơn 300 đảng viên, có tổng số tiền ở trong tài khoản là hơn có mấy chục triệu đô la. Tiền đó đâu ra vậy? Người dân của chúng ta đóng thuế cho thiệt là nhiều, cuối cùng có số tiền đó đem đi xây tượng đài của ông Hồ ở Bình Định, bây giờ muốn xây luôn cả tượng đài của hai cha con, bỏ ra một số tiền bạc tỷ để mà xây những cái tượng đài. Tại sao lại đem tượng của ổng ra xây hai cha con của ổng đứng ở ngoài trời giống như vậy, hành xác, hành mưa, hành nắng, rồi để cho nhân dân chửi từ trên đầu chửi xuống. Cảm thấy ông Hồ không biết hồi đó ổng sống thất đức như thế nào mà bây giờ là bị đày đọa giống như vậy. Tiền ai ăn không có cần biết, nhưng mà cứ mở miệng ra là chửi ông Hồ thôi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi ngược lại cái di chúc của ông Hồ rồi.